Lần đầu tiên bà cụ U90 được tặng quà và bất ngờ với những quà tặng như thế này, đặc biệt có một món quà bà vô cùng yêu thích. Được là nó có ghê lại cái này à, tao mà phá cái này phải không? Tao mà cầm lên được không? Uống nó không? Ăn uống nè. Không được. Uống nước trà ngọt. Quá rồi. Quá rồi. Quá rồi. Tức lắm á. Nó tao thích trời hút nó ghê hút nó ghê trời. Vậy á? Hút lưa hả? Dạ tao cái này. Nóng quá mà. Hút lưa mày, hút lưa mày. Hút lưa. Nóng á, tại chị chồng nóng. Nóng quá, cần miếng đá để uống. Mà để nha, không có đưa đâu nha. Không đem đi đâu nha. Không, ở đây có cái này để chạy đầy. Ra rồi đó. Cái này là con tụi con cho bà mượn á, vài bữa là con xuống con thao thấy con đòi lại nha. Con cho mày á. Mày giữ. Ở đây con có gắn điệp viên sẵn ở đây rồi. Con khỏi lo. Con thiếu gì nữa không? Con thiếu gì nữa không? Con khỏi lo mà. Có thằng á. Con coi rồi đó, con gác rồi đó. Ừ. Nè, cái gì alo cái con là con nói đây là đưa. Vô lừa bánh trái bà ngoại thích gì bà ngoại lấy cái đó nha. Không bà ngoại có. Nha mẹ cho bà ngoại bà ngoại có quyền lựa chọn muốn cái gì lấy cái đó cho con chen chút ở đây chưa đi mà chưa đi đâu mình không chen ngoại ơi vô lừa bánh cái bà đi tay con túng vậy chứ mua mấy bánh xốp mềm mềm cho ngoại nữa ăn túng về để tối tối ăn tiếp ha tối có tô đồ ăn có tô không có mua mấy bánh xốp mềm mềm á thấy dùng vậy đó không có gì hả. Rồi giờ vô cái bánh nè. Cái gì? Bạn được cơm trái gì? Rồi ba vậy chiều hết trơn à. Ê. Mua mấy cái bánh mì mà tôm rồi ha. Bánh mì tươi á. Mì tươi. Mì tươi ở ngoài rồi xì tiên này nọ cho ngoài nè. Bánh mì tươi xì tiên. Không giết một con thôi các bạn. Rồi nếu ngoại thích ăn cơm nó con hả? Con. Ừ, hàng đi. Con hàng đi. Rồi lấy nhờ ăn bọc gì luôn. Đó, bánh mì tươi nè. Mì tươi cho nó mềm mềm mà dễ qua. Dạ cho dễ không? Rồi cái này gì vậy? Đây bà đem về mà bà bán mình bà không ra nha. Cái ai vậy? Cái này cho không? Bây giờ nói gọi cho mua gieo luôn nè. Không. Cái này mua để cho bà ăn thì để cho bà ăn. Con coi vô con coi hết rồi. Bây giờ chú có gì vô coi giùm nha. Không có đủ cách nha. Bây giờ để cho bà ăn đi. Bây giờ bà. Con hồi đó con chiều mới là con vô mất rồi bà. Tại vì mạnh thường quân người ta cho là cho bà ăn chứ không có cần cái cách. Cái này là không có bệnh. Không cho ăn hết. Cho bà nghe này là con là chị em con không? Gia đình con không? Cho tiền bà. Cái chú bánh. Không có mạnh thường quân nào hết trơn á. Đây là mạnh thường quân là chị em trong nhà. Chị em trong nhà tụi con đâu. Rồi ta mua người ta cho chứ không có đủ cách nha. Không có cho người khác. Cho bà. Em qua cái chị kia gọi số liên hệ em là nói cho bà cụ xong rồi giờ lại bà cụ nói bà nói cắt là không được. Để cho bà ăn uống rồi chứ cắt thì sao bà lấy được. Không cắt thì không cho người khác. Không có đưa ai bây giờ là lại nhà là không còn gì nữa trơn á. Bây giờ là không có vũ cắt. Bây giờ nói thẳng là rồi ta mua mấy cái lốc sữa đây đi. Lốc sữa tươi à. Bà uống không đường hay có đường? Bà uống không đường hay có đường? Lớn tuổi cho uống sữa nhiều nhiều bà. Đường đi, bà thích ngọt. Giờ ngồi đi đấy nè. Bà thích ngọt cho bà uống. Tại vì một hai ngày nữa tụi con lại nữa. Rồi với cái anh này anh sẽ lại cái coi vô. Bà xe chạy ra không nhiều. Nói thiệt chứ mấy cái bánh này là không có hạt đứa nào mà vô nhà bà không ai lấy đâu. Đâu ai mà lấy của bà cổ. Mấy đứa học sinh còn cho tiền của bà ngoài nữa mà. Mỗi ngày buổi sáng ăn miếng, chiều buổi tối đói lấy miếng. Đó không có cắt cắt cho bà ăn. Bà cái gì bà ăn mà bà ăn hết thì bà để đó. Không nhẹ con. Ngoài nữa ý nữa là người ta không cho người khác ăn á. Có nghĩa là bà cứ để cứ để ra cho bà ăn chứ không có cắt gì cắt cho bà ăn nữa. Bà nghe nói là bà lấy ăn cho có cách. Bữa không có mua, không có tiền mua. Bánh nó chò. Dạ. Bữa nay mừng không? Có mừng không? Có sự sự chắc thôi. Cứ chắc nè. Chữ thương chúng tôi á. Hãy đổi mẫu. Này bánh nhiều quá vui không bà ngoại? Hái khô trang đi chút hả? Hay gì? Ăn nhiều khi bao nhiêu à nha. Ta buồn miệng lấy đó, ta chăm nhi cũng được. Hái khô trang cho nó chuyện xíu đi. Cắt lấy gì đang mà nó cắt rồi ha, cứ để ở nhà nó không có cất gì hết trơn á. Để ở nhà đây, cắt gì, có ai mà lấy được cất. Đâu có ai à. Đó, có ngoài bà ngoại nè. Bây giờ cứ để cho bà ngoại bà uống. Bà cần uống, chứ cắt thì cần uống là lấy gì uống. Bà uống á, bà cần, bà ở nhà mà giữ chứ bà uống. Bánh cho bà ngoại ăn, sữa đồ. Đây bà ngoại, ngày bà ngoại rất là thèm. Bà ngoại rất là thèm.
bây giờ tụi con sẽ gửi một chút xíu có gì gửi cho bà chỗ bà ăn rồi chứ bà không cần cắt đợi ở nhà giữ luôn nha. Ở nhà giữ cho bà đi nói đi nghe đây con thấy nè bà chịu trách nhiệm á. Đúng không? Đi không? Còn có đi không? Đi ít thôi, đi mình đi ít thôi. Bà ngoại không có đi nhiều. Mẹ đi, mẹ con đi thấy người ta đi, bà đi là con báo không cho nữa. Trời nắng lắm bà nha ngoại nha. Nắng lắm à. Đi đường nữa. Đi ra đường. Dạ bà có ăn rồi, bà không có đi nữa ha. Nằm ngủ nghỉ thôi. Ừ, ngủ nghỉ rồi. Ăn. Ăn bánh nhiều quá trời. Chơi gì đó. Chơi gì đó. Chơi gì mới đẹp. Nằm hưởng thụ cho con, nằm nghe hưởng thụ cho con. Nằm chéo ngoại uống sữa nha. Thường lắm con. Vậy thường mốt giấc sáng gửi cho tiền bà ngoại ăn sáng đi mớ giờ 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 sáng buổi sáng hôm nào cũng đem cái cho bà bịch bà cụ mới nói ngày qua là cho sữa là nhiều lắm mà tại không có còn cái gì hết trơn đó tôi mới nói vậy bây giờ mình nói ở bà ở đâu bánh trái bây giờ ở đâu ngày qua cho rồi đi đâu rồi có người giữ ha vậy hiểu rồi bởi vì mấy cái này bánh trái rồi sữa bà cần uống mà giờ giữ rồi vậy rồi chừng nào mà bà uống phải chờ chờ lại hộp nào không có phải giữ ăn luôn chứ kỳ trời thì đây cháu cái này là nói chung là hôm nay là đến đây thì cũng hỏi địa phương ở vòng vòng rồi đây thì cũng biết bà cũng có con có cháu thì tụi con là đây là thương bà nè con nói bà nghe nè thương bà để cho bà ăn thôi còn cái chuyện con cháu bà con không quan tâm này con thấy bà già coi như ngoại con vậy đó rồi tụi con lại cho bà không phải không ăn uống còn cái chuyện gia đình tụi con không biết chỉ là giúp đỡ cho bà thôi rồi con nói mấy cái này là con cho bà thì bà để ăn bà không đưa ai hết á vậy nha là của anh chị em của tụi em đó là trước cho bà ăn không có cắt không có chuyện cắt lớn á thì mình nhỏ thì mình có thể đi làm kiếm tiền mua được còn cỡ tụ đâu có mua được đâu mà lấy ăn vậy chi bà đó không được còn được bao nhiêu năm nữa đâu mà để đi nữa ý đấy là bà cứ việc ở nhà mà đừng đi nữa đi ít thôi mà em nói anh bây giờ không đi sao có ăn bây giờ đâu có gì đâu ngày qua cái đoạn người ta xuống cho vậy vô giờ mất tiêu chưa chất lỏng chơi chất lỏng chơi buồn miệng rồi muốn ăn rồi mà không lẽ anh biết gì kêu mà không lẽ muốn ăn cái đi ra khỏi cái ruộng rồi mới ăn được thì là qua bộ bà đem cho ông cánh hay gì con giờ cho quá hôm qua cái chiều nó sợ để cái này lấy mấy cái nhỏ nó chạy á rồi sợ nó vô nó lấy rồi nó xách từ dưới rồi xách từ dưới rồi sợ xách từ dưới vậy ở đây con bây giờ bà muốn ăn thì dần sao nè không nghe điện thoại lấy lên cho bao bịch bánh có điện thoại đâu bà có sạc ở đó bây giờ ý mình nói vậy đó đâu bây giờ á mà bây giờ cứ bánh để cho bà phải đi xuống dưới nè bà không có đi nữa hứa không À, dạ bữa ta kiểm tra xuống thấy đi là chắc nha bà miếng á còn bà đó bà không đi thì cho bà hoài con ở đây là con có đặt cái la ga ở đây đó người ta là thấy cái là nói liền nha ở nhà giữ mấy bánh nè sao con khỏi đâu à con khỏi đâu à con nước ngọt nữa Chú nước ngọt nữa. Xì tiên chắc là xì tiên á. Xì tiên á. Xì tiên lâu mới được. Xì tiên hay là gì? Uống cái xì để cho tiền quá lắp luôn được nha. Hay uống mà cái cù ta sung nè. Lấy lắp luôn đi kìa. Lắp cái gì vậy? Lấy xì tiên kia. Mày lắp luôn đi. Mày lấy mày lắp đi chị. Uống cái cuồng cho sung ngoài ha. Rộng tay không? Được. Rộng lên vậy nè. Đâu. Trời trời. Hai lóc đi. Thấy bà đi đó. Đi chung với nè mà có một đồng không xuống nhà luôn. Tiền giao con nha. Vô nhà rồi tiền bước. Đây là giao nha. Xuống để mua đồ ăn đồ mua bánh đồ camera đi đó giờ cho bà nha. Tôi đó. Chứ anh chị quá trời bánh ăn ngon lắm. Cái này để ăn sao? Cái này là để dành nha ăn nha. Đó này là của mấy anh chị của con gửi cho bà. Đây nè. Mua nước ngọt đồ đầy đủ nè. Đó. Mấy anh chị lúc bên dưới nha. Thì em mua đồ ăn cho bà. Tháo khẩu trang ra. Cái giường nha con. Tú bên dưới nha. Tháo khẩu trang cho bà luôn. Đây đây tháo cái khẩu trang ra cho. Dạ rồi đó. Giờ là mua đồ ăn trước tiên mua bánh nè.
nước ngọt đâu cho bà, những cái ước mơ nhỏ của bà trước á, bà thèm nước ngọt sữa rồi đó. Bình thường để bà đi ra ngoài có gì bà cần luôn nha, bà không có đi nữa nghe, là không có ra đón xe nữa nghe. Đây là con giao cho chú ở đây rồi đó, có gì đeo đó nghe, coi có báo á, có gì chú coi làm vô kiểm tra nữa đó, mà vô rồi mới bánh ma chế rồi mất hết đó là con để ở trời ăn nha. Để đây là của bà hết, này của bà, này lũ bà không có gỡ ai, con để dưới đó, ta cho bà không hết ai đâu mà nít nào nó lấy của bà, không có cần lấy đâu, dài dài mà cứ ăn hết đi rồi có người mua tiếp cho bà, ha, bao nhiêu đây được rồi con để nhiều rồi, hả, dưới đó nha, hả, nói rằng bà cứ ăn mặc ăn thoải mái đi, nói con em vô, sợ hết á. Nghẹn quá. Nè, những ước mơ nè, chị tên là vua hả? Chị tên là vua hả? Cái này là khoái lắm nè. Khoái lắm đúng không? Đó, ai nhẹ không đi nữa. Uống ha. Nặng dẫu quá không? Dạ uống nè. Đó, sơ vui. Vậy là mai mốt buổi sáng bà ra bạn sáng á, rồi bà xin miếng nước đá bà về chổng bà uống xì tiên nha. Uống nước đá không? Không, không bà không uống đâu. Uống nước đá hả bà? Hả? Bà có uống nước đá không? Có kìa, có kìa. Nước đá tự chồng ở đây cũng được, mà phải dục được. Tôi nghèo có bữa không à, không có tiền ra mua kẹo á. Đây có bán phích nước gì cho bà không? Mà ra đây ăn sáng đâu nè. Ừ, đá đó. Không có cho bà cái đá rồi đá trong đó ra cái kiểu nước đá không? Để có thùng đó. Phích nước đá, cho bà đựng nước đá đi. Bà để được không? Anh có bán phích đó, phích gì nè? Có bán kìa, bà lấy bà mua bia, 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 để vô em có bút cuốn. Con ai dám vậy? Ngoại con cũng tuổi sủ á, bằng tuổi với bà á, nhưng mà ngoại con mất rồi, thấy bà thương như ngoại con vậy. À, dạ. Dạ. Cũng cực lắm. Dạ. Bà Năm ơi, giao dạ. Dạ, bà cái phích nước đá, bà ơi mời rồi vô con không có là lên là bà bút cắt luôn nữa. À, mua cho bà lóc. À, mua cho bà đó. Ờ, à, đúng em hả? Bỏ luôn. Lấy khẩu trang luôn. Ngoại khẩu trang luôn. Thấy một tích đi khẩu trang đó. Có khẩu trang là có đi. Được vậy hả? Có cái xe là phải đi á. Vậy là cái đó là cái thiết bị để đi ha. Thôi không được. Cắt luôn. Cắt luôn. Chồng như nè, lại là phải đi á. Vậy hả? Vậy anh có khẩu trang chẳng hạn khẩu dép khỏi đi luôn. Vậy là có mua dép luôn cái nhà. Dép là phải đi ra anh xuống. Vậy là không mua dép cho bà luôn nha. À. Bây giờ không mua dép cho bà nghe. Bà là có mang trường khi bà ra đường bà mới mang dép à. Bà có đâu mang đâu. Thôi vậy là mình không có mua đôi dép khỏi ra đường ở nhà thôi. Nãy giờ tụi con chọc vợ cái ngoài thôi, ngoài cứ ăn cú này nọ ăn thoải mái nghe. Bây giờ sống hưởng thụ là cái giọng khúc 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 là sống hưởng thụ không? Mày thích nằm nệm không? Mua nệm cho ngoại nằm. Thôi con ạ. Hả? Thôi. Kiểu quen hả? Nằm nệm đi cho nó yên. Có hai ba cái mời nó con. Dạ rồi ở trong đó đi. Có nghĩa là già khầm với ấy nằm nổi đâu. Nóng lắm. Ba đó mời nó con thấy rồi. Bây giờ trước mắt là tụi con mua về cho trong ngoại ha. Đi đừng có đưa tiền mà. Cần gì sau này tụi con sẽ hỗ trợ tiền cho ngoại nó. Cho ba có mời nó con. Cho ngoại tại vì ngoại lớn tuổi rồi. Trời ơi. Ăn uống được. Ăn đồ ăn thôi chứ không cho tiền hết đâu hết à. Tụi nghiệp ơi hết à. Hết không phải do ngoại xài. Ừ, sao vậy đi, được hiểu rồi. Sao vậy đủ hiểu ha. Ai chở ngoài về đi rồi mình đi mua dép mình đem vô nhà ngoài luôn. Một cái dép nó đi. Cái phích nó bự vậy bà xách nổi không? Không, mua đá đem vô mình, cho vợ vô. Thử đi dành cho bà. Thử rồi. Để ớt xịt tiền luôn. Chị nói là chỉ có đi ra đi mua nước đá là ok. Ra đây mua nước đá là ok là vô là uống nước ngọt. Rồi đi ra tới đây coi cho hút tôi đi nữa nha. Đó, ông đi đây luôn á. Con trái đó. Nè. Chẳng chỗ nè. Đừng có đá nha. À cái này uống à. Mà tới đây thôi nha, không có đi nữa. À, chốt luôn ở đây được rồi. Cái này đầu đường cho là đâu có ra lại cái này. Phải cái này. Đâu mà phá cái này bao. Mà cầm lên được không? Uống nó không? Uống à. Không được. Uống nước trà ngọt. Quá rồi. Quá rồi.
tái à. Thật lắm á. Thích không thích trời húng luôn kìa, húng luôn kìa. Vậy á. Húng luôn á. Húng luôn á. Húng luôn á. Nóng quá mà. Húng luôn rồi, húng luôn rồi. Húng luôn. Nóng á, tại chị nóng. Nóng quá, còn miếng đá để húng. Mà để nha, không có đưa đâu nha. Không đem đi đâu nha. Không, ở đây có cái này mình để cái đầy. Ở đây có camera rồi đó. Cái này là con tụi con cho bà mượn á. Vài bữa là con xuống con thấy không thấy con đồi lại nha. À. Ủa trời á. Tại gì mà giữ. Ở đây con có gánh điệp viên sẵn ở đây à. Ừ. Con khỏi lo. Con thiếu gì không? Con thiếu gì không? Con khỏi lo mà. Có thằng á. Con coi rồi đó, con gác rồi đó. Ừ. Ê, cái gì alo cái con là con nói đây là đưa. À. Chứ còn bà đi là không có đưa. Ờ, ok chưa? Nghe bà nghe không? Thấy đồng nghiệp bữa nào không có nước đá cái chạy ra kìa. Ờ, ra đây cho. Chạy ra trên nâng cục kìa. Kìa. Thương á. Này mắc đổ ghen dữ vậy, chùi ghen đi. Ờ. Tao ghen quá rồi. Bên mắt bên tay phải á. Mắt sao mà tóc đâu mắt mà mắt á. Giống người á. Trời ơi, vậy chứ con. Mấy cái thằng mà mất mất mẹ rồi. Ở nhà có căn giấy luôn đi. Rồi giờ ngồi nhiêu đây là bà cụ sắp vô nổi không? Căn giấy vuông cũng được. Cho bà ở nhà bà xài có chuyện gì. Rồi ngồi nhiêu đây bà cụ sắp vô hết không? Không mà. Nhiêu đây nè, rồi bà kinh vô hết không? Nhẹ mà con. Nhẹ hả? Nhẹ không à? Thấy mấy cái phích nước đó nè, chai nước đó nè. Đi có ba quận chứ mấy. Đó. Cái này hơi nặng à. Đi có ba quận chứ mấy. Thấy không? Nè, có không? Đúng không? Bà chịu không? Con lẽ đó rồi. Rồi không có đi nữa nha, con lo đầy đủ rồi đó. Giám sát rồi đó. Rồi để bà giám sát đây. Đây là đèn chi của con ở ngoài. Con chạy nghỉ. Cái mà đi, cái là có người bảo về nè. Rồi cảm ơn mày. Rồi chở ngoài về ha. Rồi về. Dạ đi giờ kiếm mua đôi dép đi. Thôi chiếc mà đi. Chứ kệ đi phải mua. Không cái gì mua còn học có chơi bảo lắm không? Dép nữa thì dép thôi. Đây nè, con đi hoài á. Nó bỏ không biết đâu. Ngày mai sư bỏ sang đâu, ngày mai sáng thì đông chợ bán nhóc đầy. Ừ. Ba cũng ra thôi, dù 100 ngàn à. Mai à, tụi con về rồi. Ý nói gì đó. Hả hả. Ba đôi 100 ngàn. Cái sáng là bỏ đầy. Có đi mua đèn luôn không? Mua đèn luôn cho bà. Điện này cái này không lượng. Bây giờ phải đợi xong rồi cắt. Không có để chừng nào tất nhà. Nếu mà vậy thì chừng nào làm được à. Anh? Hả? À, kêu người làm cho. Kêu đi. Bỏ coi chuyện đó, kêu. Thì giới thiệu có gì gọi. Ừ. Giờ đâu có gì giờ ông giao đi, nãy có đâu không? Biết gì đâu, đâu. Có gì chứ, giờ tôi kêu mấy người kêu đó lại làm, vô nó đo. Kêu lại đo thì báo. Đo rồi xong rồi báo thì công thức làm sao. Đi gian lọp đi gian luôn đủ không ai che lọp lá là cho bả được rồi. Cái che là cái che đã cái trơn hay gì, cái che một cái trơn à, cái che ở trên hả, cái đà ngang, cái che ngang á, cái đà che cái kiện đúng không? Rồi thay viên nhà che đó rồi, còn tay cột còn nguyên à. Thay viên nhà che ở trên cột lại rồi hiểu không, lọp lá rồi ấn luôn cái tấm bạc ở trên luôn, bạc bạc lỗ dày á, tấm ở trên luôn đập xuống luôn. Đó thì ấy làm như lá xong rồi ấy là cũ vậy. Lá thì coi nó ốp lên xuống luôn à. Rồi vách á, vách cũng đâu 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 thay lá chi nữa. Tại vì vách nếu mà không lá thì chặt cao su cho bả luôn, chặt cao su bên hông luôn. Ừ. Nó cũng một à, nó một bên vách bên kia. Cao su nóng không? Chặt lá. Đúng nó được gớt chứ. Ờ nó gớt chứ mày. Chặt cao su nóng không? Chặt tạm thôi. Rồi ông à, bả lập lá rồi bả chặt cao su lên mắt người luôn á. Không, không có chân rồi. Lại đi. Giờ nắng rồi nữa, ý gì tháng này tháng nắng. Cho bà sống đến 130 tuổi là được rồi.
Thụ thiệt á áo. Ủa? Chơi ngọt quá. Mà mua nhóc đó vậy? Mày mua nhóc cho chơi người, trả tiền chứ. Sao vợ? Trời ơi, không có con ơi, không có. Vậy là cái này vậy là coi gì gửi cho bà. Gửi cho bà giữ cái này là bà ăn chứ bà không được quyền chơi nữa nha. Trời ơi vợ. Ờ. Kiểm tra. Vậy này ghi sổ cho bà ngoại nghe. Ờ, đó, con ngoại. Ghi sổ chị mà hỏi trả nha. Ờ. Nhỏ tính tiền hết 535.000 rồi đó, giờ ngoại tính sao đây? Thiếu tính tiền nè, năm 535.000 nè, ghi sổ nha, ghi sổ nè, ghi sổ hả? Chứ không có cho ai á, cho là có kiểm tra là cái trả tiền à. Anh ghi sổ là bà năm đi, bà năm thiếu 535.000. Rồi chứ, rồi tự nhiên thiếu nợ luôn rồi. Thiếu con à? Hả? Phải không? Thiếu con không có trả. Thiếu con không trả. Thiếu ai trả? Thiếu con không có trả. Không có, giờ là bà thiếu ông chủ quán chứ không phải thiếu con. Bà thân nuôi gì quên là bà nắm mềm á. Bà nắm mềm thiếu nha. Nó ghẹo ngoại á, ghẹo ngoại chứ không có thiếu gì hết nha. Này là của ngoại hết. Này là dạ, này là nhưng mà ngoại phải để ra ở nhà. Ngày mai con cũng xuống nữa đó mà mất là con mất cái trăm nữa. Không có ngoại nữa nghe. Còn khỏi nữa. Ờ. Rồi, 535.000. Nói chung á là tại vì bà cụ lớn tuổi không có cho tiền nhiều được, nguy hiểm bà ở một mình à, cho nên là mua những cái gì cho bà ăn, uống hàng ngày rồi đó. Cũng như gửi anh em gửi cho bà nước chai á, cùng nào hết cái là mình chở vô trong đó. Chỉ cho là bữa trước với bữa trưa sáng bữa chiều mất tiêu à. Trả tiền nghe ngoại ơi. Nè trả tiền nha. Nè tiền nha. Nè bà đưa cho ông chủ đi. Rồi bà đưa cho nè, bà đưa cho ông chủ nè. Không có thiếu tiền cho ông chủ đi. Rồi đưa đi. Rồi đưa cho ông chủ nè. Trả tiền cho ông chủ. Không à. Rồi. Đây, giữ phiếu rồi lại. Giữ phiếu đi nha. Xóa nợ. À. Bà ngoại không có thiếu. Bà ngoại bây giờ mày mai con kiểm mất cái này. Ôi, kiểm đó. Bạn như cái gì bà báo nha. Mà kiểm mất cái này là bà ngoại thiếu nợ con nha. À. Nha. Rồi bây giờ chở ngoại về. Rồi, nó được ngoại ơi. Dạ. Rồi, ngoại xách được nổi nào không? Xách đi. Xách được gì không? Xách nổi không? Ngoại có xách cái bít lên. Mày mơ cái phách bà thích cái phách mà được cái đá mà bom hung luôn á. Bó tay luôn. Không hung luôn. Nó còn giá lấy cái bả mấy đá luôn đi. Lấy đá rồi em đi.